Bạn đang theo dõi bản tin giao thông 12 giờ được phát sóng trên kênh Việt Làm Nam Bộ. Chương trình được thực hiện dựa trên công cụ chuyển văn bản thành giọng nói tiếng Việt, trí tuệ nhân tạo AI. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bắt nam thanh niên chuyên bán ma túy cho lái xe tải đường dài dọc quốc lộ 1A. Ngày mồng 4 tháng 1, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, lực lượng cảnh sát điều tra Công an thị xã Bỉm Sơn đã bắt quả tang đối tượng Hà Văn Quang, sinh năm 1992, trú tại khu phố 3, phường Ngọc Trạo, thị xã Bỉm Sơn, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại chỗ, lực lượng công an thu giữ 34,577 gam ma túy đá, một xe máy, một điện thoại di động, 17 triệu đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng tiếp tục phát hiện, thu giữ 31,261 gam ma túy đá. Đối tượng Hà Văn Quang khai nhận toàn bộ số ma túy đá này mua của một người không quen biết ở Hà Nội để sử dụng và bán cho các đối tượng nghiện khác để kiếm lời. Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng xác định Hà Văn Quang là đối tượng nghiện ma túy, không có việc làm ổn định và có quan hệ phức tạp với các đối tượng nghiện trong và ngoài địa bàn. Quang thường bán ma túy đá cho các đối tượng nghiện là lái xe tải đường dài. Để thực hiện hành vi mua bán ma túy, Quang hẹn các đối tượng này đến các cây xăng dọc tuyến quốc lộ 1A và thường xuyên thay đổi phương tiện đi lại, cũng như sử dụng sim rác để hoạt động, gây nhiều khó khăn cho quá trình theo dõi, nắm tình hình của lực lượng công an. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ. Phát hiện ô tô khách che biển né phạt nguội trên cao tốc Nội Bài, Lào Cai. Ngày mồng 4 tháng 1, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, đội trưởng đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 1, đội 1, phòng hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, cho biết chiếc xe khách che biển số né phạt nguội này được phát hiện tại km 98-500, đoạn IC11 trên tuyến cao tốc Nội Bài, Lào Cai. Hành vi vi phạm của lái xe được hệ thống camera giám sát ghi lại vào khoảng 15 giờ chiều mồng 3 tháng 1 năm 2021. Và đây là căn cứ để lực lượng chức năng xử lý. Với hành vi vi phạm che biển số né phạt nguội trên tài xế sẽ bị phạt đến 1 triệu đồng. Thượng tá Thắng cho biết thêm, trước tình trạng lái xe cố tình che biển số né phạt nguội trong thời gian qua, đơn vị đã thường xuyên tăng cường tuần tra lưu động, dùng các thiết bị nghiệp vụ và sử dụng hệ thống camera hiệu quả để xử phạt các hành vi này. Theo đó, các tài xế thường dùng băng dính che nửa biển số hoặc dùng mảnh giấy mỏng vừa đủ che một số để qua mặt hệ thống camera trên tuyến. Chỉ tính riêng trong tháng 12 năm 2020 đến nay, đơn vị đã phát hiện xử phạt 20 trường hợp cố tình làm mờ, che biển trên tuyến, Thượng tá Thắng thông tin. Thượng tá Thắng khuyến cáo, hành vi che biển số, làm mờ biển số là đáng lên án, thể hiện sự coi thường pháp luật của một bộ phận lái xe. Cục Cảnh sát Giao thông sẽ kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật để có mức phạt thích đáng cho hành vi vi phạm này. Quảng Ninh, tài xế ô tô người nước ngoài đâm một đại tá biên phòng chấn thương. Sáng nay mồng 5 tháng 1, đội trưởng Cảnh sát Giao thông thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Võ Quang Hoài cho biết vụ tai nạn khiến một người bị chấn thương vùng đầu. Theo đó, vào thời điểm trên, ông Trần Hùng, đại tá nguyên phó chỉ huy trưởng bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La, đạp xe trên tuyến đường bao biển Trần Quốc Nghĩễn. Sau khi ra tín hiệu và sang đường, thì bị xe bán tải biển kiểm soát 99LD-01767 đi với tốc độ nhanh do một người nước ngoài, chưa rõ danh tính đâm trúng. Tài xế được xác định đang làm việc trong một doanh nghiệp thuộc tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Cú tông mạnh khiến ông Hùng văng xuống đường bị thương, xe đạp bị hư hỏng. Ngay sau đó, ông Hùng được đưa đi để kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh và đang được theo dõi biểu hiện chấn thương sọ não. Lực lượng chức năng của thành phố Hạ Long đã có mặt kịp thời đảm bảo giao thông thông suốt và xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.